tình yêu nó giống như là hai bàn tay cố gắng níu giữ một mảnh giấy vậy. Trên mảnh giấy đấy là hạnh phúc. Nếu như một người yêu người kia quá mà giữ cái mảnh giấy đấy quá, nó cũng rách, nó cũng rách. Nhưng nếu như một người thờ ơ quá mà người kia không cần giữ chặt quá, chỉ cần là giữ thôi, nhưng mà một người quá lòng tay thì nó cũng rơi về một bên để không thể giữ được cùng nhau. Nếu như cả hai người cùng không giữ thì chẳng có mảnh giấy nào cả, điều đó là đương nhiên rồi. Ngày cuối cùng mà hai ta gặp mặt là khi con đường đã ghẻ đôi. Những chuỗi ngày mà mình cùng hạnh phúc ở trong từng trang giấy anh sẽ bôi. Liệu em có buộc cứ nhớ về kỷ niệm hay sẽ lãng quên trong phút chốc? Đôi bàn tay này không còn là điểm tựa lau khô bờ mi vào lúc khóc. Anh nghĩ chân thành là chưa đủ để giữ em chọn cả cuộc đời. Em như là một trong những ca khúc hay mà anh cố mãi vẫn không tuột lời. Ngày em ra đi, nhìn về phía anh không có một lời chào, và gọi em tìm cho mình mảnh ghép mới khi mà đã có lời mời vào. Anh không thể giữ nó như em muốn buông lá thư tình ngày xưa giờ đã phai. Trong chuyện tình yêu không thể nào giải mã, lỗi lầm không phải tại cả hai, chỉ là do mình không cảm thông, cùng thấu hiểu để vượt qua. Câu chuyện tình buồn kết thúc không ai muốn khi không thể tiến triển được xa. Anh đã cố gắng che đậy bằng nụ cười giả tạo qua từng ngày, vì đơn giản không muốn thấy em buồn đâu em ơi. Không muốn thấy em buồn đâu em ơi. Còn có nhiều khi mình cũng chẳng biết được. Đấy là chuyện tình cảm, đây là chuyện tình yêu. Và đây là lý do vì sao chẳng ai có câu trả lời trong tình yêu cả. Thế nên là cố gắng cùng nhau giữ một mảnh giấy, nó cần sự thông cảm và thấu hiểu từ cả hai phía, chứ không phải là một phía. Cũng đừng giữ cái mảnh giấy này quá chặt, cũng đừng buông nó quá lỏng.